Việt Nam từ đầu công nguyên đến nửa cuối thế kỷ 11, Nho giáo được người Việt chính thức chấp nhận và nhanh chóng phát triển, trở thành hệ tư tưởng chi phối xã hội nước ta thời quân chủ. Cùng với sự phát triển và hưng thịnh của Nho giáo và nền Nho học, một hệ thống kiến trúc thờ tự, tôn vinh sử học, đạo làm người được xây dựng ở nước ta từ trung ương đến địa phương theo các cấp bậc văn miếu, văn từ, văn chỉ. Vào thời kỳ cuối Lê đầu Nguyễn, khắp các tỉnh trấn Việt Nam đều có văn miếu, khắp các huyện tổng xã làng đều có văn từ văn chỉ. Văn miếu là nơi thờ Khổng Tử và Tử Phối, gồm Tăng Tử, Mạnh Tử, Nhan Tử và Tử Tư, cùng thờ Thập Triết, Thấp Thập Nhị Hiền và các tiên nho người Việt ở cấp trung ương và cấp tỉnh trấn. Văn Tử, Văn Chỉ cũng là nơi thờ Khổng Tử, các bậc tiên hiền, đồng thời thờ thêm các nhà khoa bảng của địa phương, làng, xã. Về kiến trúc, theo ăn năm phong tục của Đoàn Triển, thì nơi thờ phụng có làm nhà thờ gọi là văn từ, văn miếu. Chỉ có đàn thờ mà không làm nhà thì gọi là văn chỉ. Trong tên gọi của công trình thờ tự Việt học này đã có quy định rõ ràng. Văn miếu dành cho cấp trung ương, cấp tỉnh, trấn. Còn văn từ, văn chỉ là của các huyện, làng, xã. Thực tế ở một số làng khoa bản, để cổ vũ tinh thần học tập của con em trong làng, bà con cũng lập văn miếu. Chính vì thế mà hiện nay, nhiều làng, nhiều xã cũng gọi miếu thờ văn, thờ đạo học của làng mình là văn miếu hoặc văn thành miếu. Văn miếu trở thành một loại hình kiến trúc trong quần thể kiến trúc văn hóa làng xã Việt Nam. Hiện nay, trong cái nhu cầu đề cao cái học vấn và giáo dục, thì chúng ta, tất cả các làng, còn có những cái thiết chế này thì họ đã xây dựng và không còn cái ràng buộc của chế độ phong kiến nữa, thì họ xây dựng cái văn miếu của các làng, như cái văn miếu của làng Thường Phù, văn miếu của làng Thanh Thủy Thường, văn miếu của làng Phú Xuân. Và cái văn chỉ này là bảo tồn cái cơ ngơi cũ cổ truyền. Như vậy, đây là một cái biểu tượng đề cao giáo dục, đề cao cái đạo đức, đề cao nhân văn của con người. Trong việc thờ tự, văn miếu là nơi thờ đầy đủ cả Khổng Tử, Tử Phối và các bậc tiên hiền của làng. Song cũng có nơi chỉ thờ vòng Khổng Tử và Tử Phối. Một số nơi khác không thờ Khổng Tử mà thờ Văn Xương Đế Quân, là vị thần chủ trì về văn học, hoặc các danh nho của quê hương. Văn miếu các làng ngày xưa là nơi diễn ra các hoạt động tế tự, ban bố các chính sách khuyến học của hội tư văn. Nhiều văn miếu, văn chỉ hàng tổng còn kiêm cả chức năng làm trường học, nơi khảo hạch sĩ tử và đón rước tiến sĩ vinh quy bái tổ. Văn miếu làng Dưỡng Mong Thường, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang là một trong những văn miếu được xây dựng và thờ tự theo quy chuẩn của văn miếu cấp tỉnh. Những câu đối ở đây đều nói mang ý nghĩa đề cao việc học. Học để lại công đức cho đời và học để trở thành người biết lo trước cho dân,
biết lo cho người sau. Công Thâm học hài Lưu Chi Trạch, Danh Trữ Văn Lân Khải Hậu Nhân. Mỗi làng đều có một cái tầng lớp nho sĩ, không ít thì nhiều thì họ có người thành đạt, họ đỗ tiến sĩ cử nhân, có người không thành đạt thì họ chỉ là khóa sinh, họ là thầy đồ dạy trong các làng. Tầng lớp đó là tầng lớp nho học và họ được đào luyện trong cái đạo đức của nho giáo, trước hết là cái lòng trung với đất nước và cái chữ hiếu đối với gia đình, đó là hai cái đức tính căn bản của con người. Đây là văn chỉ của làng Nam Phổ Đông, xã Phú Thường, huyện Phú Vang. Chỉ có nghĩa là nền nhà, không có mái che. Kiến trúc thờ tự này hãy còn giữ nguyên những họa tiết trang trí xưa. Chỉ riêng phần mái che là do bà con trong làng làm thêm để đỡ phần lạnh lẽo khi mưa gió cho một nơi thờ tự. Những câu đối ở các trụ cổng vào văn chỉ còn khá rõ nét. Đây là Đông Lộ Thanh Danh Địa. Phía đông của nước Lộ là một vùng đất nổi tiếng. Phía đông nước Lộ chính là cái huyện Khúc Phù, tỉnh Sơn Đông, là quê hương của Khổng Tử. Và về bên kia sẽ tương ứng là hành đàng giáo dục thiên, nơi cái đàng trồng cái hành ấy là một bầu trời giáo dục. Vì ngày xưa mọi người đến học Khổng Tử, học xong thì trồng một cái hành. Trong cái hành trước. Tạo thành một cái rừng hành. Đức đồ trước. Một cái hành đấy, để tạo thành một cái rừng che phủ, cho nên ở Việt Nam mình nói hành lâm hay hành đàng, điều đó là cái trường học, là cái nơi đào tạo của nho sĩ ngày xưa. Theo thống kê của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, 1992, cả nước còn lại hơn 900 di tích nho học. Nhiều di tích trong số đó xuống cấp trầm trọng, và cũng đã có nhiều di tích được nhân dân đóng góp trùng tu, xây dựng lại. Việc chăm lo cho công trình thờ tự đề cao sự học ở nhiều làng quê hiện nay cho thấy truyền thống tôn trọng chữ nghĩa, sách vở của người xưa vẫn được tiếp nối. Tháng 12 năm 2015, dân làng Phú Xuân đã tổ chức lễ khánh thành văn miếu, văn thành miếu của làng mình. Trong lịch sử làng xã Thừa Thiên Huế, Phú Xuân là ngôi làng cổ được hình thành sớm nhất ở Huế và có số phận đặc biệt. Năm 1802, sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho di dời cư dân trong làng ra ngoài để lấy đất xây dựng kinh đô Phú Xuân. Đất làng không còn, nhưng những thiết chế văn hóa của làng cổ Phú Xuân hiện vẫn còn, như đình làng, đền Văn Thánh, miếu Long Vương. Đền Văn Thánh Phú Xuân được xây dựng lại cũng không nằm ngoài ý nghĩa tưởng nhớ công lao các vị tiền nhân, duy trì cây học vấn của con dân làng Phú Xuân, học hành thành tài, đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Theo của truyền thống là một làng họ tộc đều có một nhiệm vụ, thứ nhất là để mà lo việc tổ tiên bà, tức cũng tế hàng năm. Việc thứ hai là phải trùng tu sửa chữa các đền miếu đã xuống cấp, là phải sửa chữa. Và thứ ba là phải giáo dục con dân của làng của họ để mà càng tiến bộ, để làm con người dân trung hiếu. Thì mục đích thì xây cái đền Văn Thánh là có ý nghĩa nữa. Đó là cái nền tảng của văn hóa của làng của họ. Thì về nhà nước thì như có văn miếu Thăng Long thời Lý Trần Lê và thời Nguyễn, Chúa Nguyễn và Vũ Nguyễn, thì có văn miếu Long Hồ, rồi sau có Văn Thánh. Thời Minh Mạng, nhà vua rất là trọng nho, trọng nông, nên đành các làng thành lập văn miếu Văn Thánh, miếu Thăng Long. Thì làng Phú Xuân vị khai căn là một vị nho học xuất thân, từng độ thảo sinh đời Trần Nghệ Tông, chính là ngài Hoàng Hội Khanh là khai căn của làng, và một số vị hầu hiền
cũng là xuất thân kho bạc, cho nên Văn Tĩnh Phú Xuân ra đời như thế. Trong gần hai thập niên trở lại đây, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các văn miếu được các cấp chính quyền và nhân dân nhiều địa phương quan tâm chú trọng. Phong trào khuyến học được đẩy mạnh từ gia đình đến dòng họ. Nhiều làng xã đã tổ chức lễ trao học bổng cho con cháu tại văn miếu của làng mình, tạo thêm một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa nông thôn trong nhịp sống mới. Từ trong thời phong kiến, chúng ta đã thấy rằng cái giáo dục về đạo đức, giáo dục về nhân cách con người là đóng góp một cái vai trò quan trọng trong việc hình thành cái con đường tiến thân của người con trai trong xã hội cũ. Còn trong cái thời đại ngày hôm nay, thì khi mà chúng ta có mở ra cái không gian giáo dục đủ mọi phương hướng, thì chúng ta vẫn duy trì cái giáo dục đạo đức truyền thống. Và cái văn chỉ của làng quê hay là cái văn miếu là nơi gợi gắm tất cả một cái ý thức về rèn luyện nhân cách, về đạo đức, về cái đức tính hiếu và trung của con người. Và xét cho cùng thì đạo nhân của Khổng Tử cũng đặt căn bản từ trên cái đức hiếu và đức trung ấy, chữ hiếu và chữ trung ấy. Nếu con người mà không có hiếu trung thì con người đó sẽ không thành tựu được những cái giá trị trong cuộc đời để đóng góp với xã hội. Văn miếu hiểu theo nghĩa triết từ là miếu thờ văn. Văn là vẻ đẹp, là văn chương, văn nho, văn đức, văn đạo, văn sách, là tri thức. Trong suy nghĩ giản dị của người dân, văn miếu là nơi thờ tự đề cao sự học hành hiểu biết, từ đó tôn trọng giá trị người thầy, coi trọng lễ nhạc, thơ ca. Những ngôi miếu thờ sự học ở các làng quê đã góp một phần vào việc xây dựng đời sống tinh thần cao đẹp của những người dân một nắng hai sương. Chính chữ văn ấy đã trở thành một chuẩn mực đạo đức của người dân quê. Để dù rằng không có ba bộ chữ, thì họ vẫn luôn có một tấm lòng thơm thảo, sống nhân nghĩa, đậm đà tình làng nghĩa xóm. Cái mặt ý nghĩa thì đúng đấy là ý nghĩa rất lớn, là vì con em càng ngày thì nó càng cố gắng nó học hỏi, nói gương. Vậy cho nên vấn đề những cái tệ nạn xã hội nó rất ít. Và vừa rồi thì riêng xã Hồ Thường cũng được phóng tặng là nông thôn mới. Đông chúng tôi rất tự hào về điều này vì một năm càng ngày thì đồ đạc rất là nhiều. Và mỗi lần cúng tế thì con cháu nó tập trung tới tham dự rất là đông. Đó là điều tự hào của là riêng làng của Đông. Nhưng mà cái này là chúng ở huyện Phú Vang. Với quan niệm hiện tại là nguyên khí quốc gia, các triều vua Việt Nam đã liên tục mở các khoa thi lớn để chọn ra các nhân tài phục vụ đất nước. Trong 884 năm, từ khoa thi hồi đầu tiên năm 1075 dưới thời Lý, đến khoa thi hồi cuối cùng năm 1919 dưới thời Nguyễn, đã có 2.971 nhà khoa bảng được vinh danh tiến sĩ và phó bảng. Những văn miếu làng chính là nguồn cội hung đúc, nuôi dưỡng ý chí học hành, lập thân, giúp đời của bao người xưa và cả đến hôm nay.